Xin chào cả nhà. Lại là Giang và Giang lại rất vui khi mọi người lại quay trở lại với cả channel của Giang. Đấy thì mấy ông, sau bản cập nhật hôm qua ấy, thì chúng ta đã có thêm được một khẩu sniper mới. Và đấy cũng chính là nhân vật chính của clip lần này luôn. Khẩu này khá vui nha mọi người, nó sẽ khác với những khẩu sniper còn lại. Nó không phải là cái kiểu một hit một mạng này, mà cũng không phải là cái kiểu hai hit một mạng luôn, mà nó là cái kiểu mà không cần bắn trúng người mà vẫn có thể được 2-3 mạng luôn đấy. Thì đây, tôi giới thiệu cho mấy ông, chính là cái khẩu NA45. Cây này nhá, thì để được nhận thì mọi người cần phải làm nhiệm vụ là dùng một cây snip bất kỳ và được 30 cái headshot. Thế là sẽ được nhận thôi. Đấy, dễ mà, mấy ông cầm cái khẩu M21 ấy, khẩu bắn nhanh nhanh ấy. Đấy, rồi bảo bắn thường 1-2 trận là được ngay ấy mà. Đấy, ok, thì ở clip này mình sẽ review qua cho anh em về cái khẩu súng này cũng như là cái cơ chế hoạt động của nó luôn. Nhưng mà trước khi đến phần chính nhá, thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe ở bên dưới để tôi có thêm nhiều động lực tôi làm những cái clip thử nghiệm những cái khẩu súng mới này cho mọi người. Ok nhá. À đây, để tôi cho mấy ông xem qua cái chế tác luôn. Cái chế tác này tôi lắp kiểu có gì dùng đấy. Mấy ông mới level 20 mà tôi cũng chả biết phải lắp cái gì, thì tôi có một cái hãm thanh này. Hãm thanh này bắn kiểu mình kín kín ấy, bắn người ta không nhận ra mình ấy. Đấy, thì tôi không quen bắn sniper mà tôi bắn sniper gà lắm, thế nên là tôi dùng luôn cái ống 1.5 này luôn cho nó dễ bắn. Mọi người có thể đổi cho cái ống 3x này cũng được này, còn không thì dùng ống mặc định cũng được, vấn đề gì đâu. Nạp đạn nhanh này, cái khẩu này tí nữa tại sao mình sẽ nói cái lý do mà mình lắp cái nạp đạn nhanh nhá, cái bổ trợ nạp đạn nhanh. Một cái đèn laser này, bởi vì mình chả biết lắp cái gì nữa, mình cứ lắp cái đèn laser vào đây này, cái đèn laser này. Và cuối cùng là cái tay cầm, một cái tay cầm để kiểm soát độ giật dọc. Bởi vì snip mà mấy ông hiểu, kiểu bắn cái lên trời, bắn cái lên trời nó bị giật ấy. Đấy, con snip thì khó giật ngang lắm, gần như là không có giật ngang đâu. Thế nên mình cứ lắp cái này vào cho nó đầy đủ. Đấy, nó chỉ đơn giản thế này thôi mấy ông. Bây giờ nhá, ok này, để tôi vào trận luôn cho mấy ông xem nhá. Ok, bắt đầu này. Nào thì ok, trận đấu cũng bắt đầu luôn đây. Đấy, và để bây giờ tôi giải thích cái lý do tại sao mà cái khẩu này lúc đầu tôi bảo là không phải một hit hay là hai hit. Đấy, bởi vì nhá, cái khẩu này nó chỉ có 2 viên trên một băng đạn thôi, và gần như là cái điều kiện cần và đủ của nó là phải bắt buộc 2 cái viên này phải đi cùng nhau. Tức nghĩa là sao nhá, tức nghĩa là đây này, để tôi bắn thử mấy phát là mấy ông nhận ra ngay ấy mà. Đây này. Đấy, đấy là cái thứ nhất nhá. Mấy ông hiểu, từ có ông này. Có ông này. Từ đã, tôi xử lý cái ông này xong đã. Xử lý ông kia. Ông nhây đấy nhở. Được, tôi nhây với ông. Ơ kìa. Ô này, thôi. Tốn thời gian thực sự luôn đấy. Ông này, ui. Mọi người nhìn thấy không? Tức nghĩa là cái viên đầu tiên nhá. Viên thứ hai. Thôi tôi không chơi với ông nữa. Tôi nhảy ra ngoài đây. Tôi không chơi với ông nữa đâu. Cái viên đầu tiên nó sẽ là một cái viên đánh dấu, nó sẽ gài một quả bom đấy. Và cái viên thứ hai sẽ là viên kích hoạt. Ôi kìa. Mọi người thấy bắn nó nổ không? Đấy, tức nghĩa là cái viên đầu tiên. Úi dồi ôi, thôi hỏng rồi. Ui, thôi tha ông ơi, tha. Cái viên đầu tiên của nó sẽ là một cái viên đánh dấu. Nó đánh dấu một quả bom ở trên người đối thủ. Đấy, và viên thứ hai khi mình bắn trúng cái chỗ đấy, nó sẽ kích hoạt cái quả bom đấy, nó phải nổ. Đấy, và đây là cái lý do mà nó có thể giết được nhiều người cùng một lúc trong cái phạm vi đấy. Ôi kìa. Trong cái phạm vi đấy, nếu mà mấy ông ấy đứng gần nhá, nó nổ phát là chết hết luôn. Thế nó mới hay cơ. Có ông này, có ông này. Ui. Này, ui. Trúng rồi, từ. Nhìn nhá, mọi người nhìn này. Đấy, hai. Ôi. Đấy, mọi người hiểu ý tôi không? Tức nhiên nó có thể bắn vào tường, nó không cần bắn trúng người luôn cũng được ấy. Đấy là cái lý do. Ui chưa. Cái lý do mà tôi bảo nó không cần bắn trúng người, nó vẫn giết được người đấy. Đấy, ui kìa, nào. Cái đèn cầy mới được búp đấy mọi người, nó tăng cái tầm nó. Ui trời, chết rồi, hỏng rồi ông ơi. Thôi tha tiếp. Vẫn là cái ông sọt gân này mấy ông. Cái khẩu này nó không cần bắn trúng người nhá, nó không cần bắn trúng người, mấy ông chuyển bắn xuống đất thôi cũng được. Bắn xuống đất, bắn 2 phát, ok kìa. Đây này, ui đấy, thấy không? Tôi chứng minh luôn cho mấy ông xem nhá, được không? Nó không cần phải bắn trúng, nó bắn thẳng xuống đất nên tôi được 2 mạng luôn. Đấy là cái điểm hay của khẩu này, đây này. Giới nó như kiểu đặt bẫy mấy ông. Đấy, đây này. Chả kiệt gì phải bắn trúng làm gì đâu. Nhưng mà nhá, cái điểm yếu khẩu này là gì? Từ này. Đấy. Đây là cái điểm mạnh này. Nó không cần bắn trúng, nó sẽ dễ hơn so với những cái khẩu snip khác mấy ông.
nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với những cái khẩu snip khác, là mình không cần phải êm thẳng vào người người ta làm gì. Mình êm sang bên cạnh cũng được, mà mình êm sang xuống đất cũng được. Đấy, thế nó mới hay. Chứ mà nó phải bắn, thôi ông. Ô, hai, ô. Mấy ông thấy không? Quả đấy nhá, quả đấy tôi tử ấy, người ta không giết được tôi đâu à. Bởi vì nó bắn bom mà mọi người, nó khi nó kích hoạt quả bom nhá thì mình cũng phải chết, mấy ông bắn xuống đất mình cũng chết. Thế nó mới hay. Rồi quả đấy là tôi xử lý đấy, quả đấy tôi xử lý đỉnh cao mấy ông. Này. Ôi giật cả mình. Đấy, tôi nói đến đâu giật mình, tôi quên mất rồi. Ừ, đấy, nhưng mà cái điểm yếu của nó là gì nhá? Cái điểm yếu tức nghĩa là nếu mà mình bắn lẻ hai viên ấy. Giật cái gì đấy mấy ông ở đâu ra thế nhỉ? Nếu mà mình bắn lẻ hai viên thì cái mỗi viên không được kích hoạt bom ấy thì mỗi viên nó chỉ rơi vào tầm hai mấy máu thôi mấy ông. Đấy, tất nhiên là luôn luôn mình cần phải bắn để nổ, chứ mình không bắn lẻ được mấy ông. Mấy ông hiểu ý tôi không? Hai cái viên này nó phải đi kèm với nhau luôn đấy. Nó không khó đâu. Ui, từ ra nhìn nhá, mấy ông nhìn nhá. Nổ. Tôi không cần biết ông ấy ở đâu luôn đấy. Chỉ cần bắn gần đấy nó nổ chết luôn này. Còn không. Khẩu này nó khá là dễ chơi nếu mà mọi người quen rồi nhá. Nhưng mà có thể là những anh em mà mới chơi ấy, đầu mới chơi nhá, thì có thể cảm thấy nó khó đấy. Bởi vì nó phải cần hai viên liên tiếp thì nó mới bắn trúng được, như kiểu ông này chết này. Đấy, nó phải cần hai viên. Ui này, nó phải cần hai viên trúng liên tiếp thì mới có thể chết được người. Nhưng mà khi mà mọi người quen rồi nhá đấy, thì mình chỉ cần cảm giác là mình bắn gần người ta thôi. Mình bắn làm sao cho cái cục nổ này nó ở gần. Ui ta nào, ui. Mình cảm giác làm sao để cho cái đoạn nổ đấy nó gần và sát vào người ta ấy. Như thế là bắn được mà. Không cần nó phải trúng hẳn đâu. Như thế này này. Không phải này tôi trúng hẳn, người ta đứng im không? Còn đâu là để trận sau nhá. Để tôi chơi nhá cho mấy ông nhìn kỹ hơn. Thì cái trận sau ấy tôi thử xem nhá. Để tôi thử cái khẩu này, nếu mà nó đứng kê, nó chỉ đứng kê nó thủ điểm thôi, nó hay như nào nhá. Tại vì mấy ông hiểu không? Chả cần ui. Cái xe ơi, sao mày không đến sớm hơn tí đi. Rồi ui. Má toàn lừa tôi, uổi thề. Xe bất dậy. Trận sau nhá, tôi sẽ đứng, gọi là tôi đứng chỉ đứng kê, tôi đứng thủ điểm thôi. Tôi chỉ đứng thủ điểm thôi mấy ông. Để xem. Bởi vì nhá mấy ông này, người ta vào điểm người ta chết ngay. Người ta chết ngay với tôi đấy. Kể hai ông hay ba ông vẫn phải chết. Ok nhá. Thì để xem này, để đến trận thứ hai nhá. Rồi ok, trận thứ hai này. Đây, trận thứ hai map này là hợp lý này. Đấy, trận này là tôi chỉ đứng kê thôi nhá. Tôi chỉ đứng đép điểm thôi. Để xem nó có kiểu hợp lý không, nó có dễ chơi hơn không mấy ông. Kiểu bây giờ mấy ông tưởng tượng đi, mấy cái khẩu snip kia thì phải bắn thẳng vào người nhá. Còn khẩu này thì mình không cần. Mình không cần đâu, mình chỉ cần bắn sang bên cạnh thôi. Mình chỉ cần bắn sang bên cạnh thôi là người ta đủ rồi. Enemy contact. Như này nhá. Này, ông vào đây. Ông ra B tôi xem nào. Ông bước ra B đi. Đây, ông này vào B. Đấy. Hợp lý không mấy ông? Người ta bước vào cái là mình không cần bắn trúng, không cần biết trúng hay trượt, chỉ cần bắn gần người ta thôi, bắn vào chân cũng được. Bắn vào đất, bắn vào đâu thì bắn. Từ hình như có mấy anh em vừa hỏi tôi, đợi tí. Vừa ông ơi. Đấy nhá. Đây tôi đang review khẩu này cho anh em này. Ui nào. Cái gì ấy? Cái gì đây? Ui. Mà hơi xa quá thì không chết đâu. Đấy nhá, nhiều tòa này. Ông mình trốn đây này. Ông mình trốn ở đây. Đấy. Đấy là cái kiểu nó cảm giác như kiểu một cái khẩu phóng lựu thu nhỏ ấy mấy ông. Một cái khẩu phóng lựu thu nhỏ nó bắn ra bom mà. Nào. Chả phải làm cái gì, chả cần phải bắn trúng làm gì cả. Mấy ông kể cả không cần phải bắn snip hay nhá. Đây này, ui. Nào, kia. Ôi. Bên này. Không cần, ui. Này. Ra đây ông, ôi kìa. Ra đây ông, ui. Rồi ôi. Đấy, như tôi đã nói rồi đấy. Cái viên lẻ của nó chỉ mất khoảng 20 mấy máu thôi. Thế mình luôn luôn điều kiện cần và đủ của nó là phải bắn hai viên cùng một chỗ để nó kích hoạt cái quả bom đấy thì nó mới là mạnh nhất. Đây có ở dưới có ông này, ở đâu rồi? Nào, ông ở dưới này đúng không? Nào ra đây. Ông ra đây. Thấy không? Nó không khó chơi đâu mọi người nhá. Có thể khi mà mọi người mới chơi thì sẽ cảm thấy khó thôi, không khó đâu à. Tôi không biết bắn sniper, tôi còn bắn kiểu này. Thôi thật. Mấy ông kiểu tưởng tượng mấy ông tay to mà cầm cái tành, úi dồi ôi.
bắn như súng phóng lựu luôn. Chơi vãi nổi. Khẩu ấy chắc là bây giờ càng ngày sẽ càng nhiều người chơi đấy. Nếu mà mọi người, tại vì chắc là mọi người chưa biết cách nhận thôi. Nó không khó đâu. Mấy ông vào đấu thường ấy. Đây này. Khó gì đâu mấy ông. Nếu vào đấu thường nhá, mấy ông chọn cái mâm nút thao ấy. Rồi cầm mấy khẩu EBR ấy. Dưới này có này, ở dưới này có này, từ từ nhá. Từ từ nhá. Tôi phải xử lý ông này đã. Nào, ông lên đây, ông bắt tôi kiểu. Người ta sợ tôi mà. Người ta khó chịu chứ, người ta có qua được điểm đâu. Nào, ở đây có người này, Ở dưới. Pẹp. Changing mag, cover me. Dễ ợt không ạ. Ô. À đây này, đây là cái điểm yếu của nó nữa này. Từ từ. Reloading, cover me. Đấy, cái điểm yếu của nó đây mọi người nhá. Tất nhiên là cái thiết bị chống nổ ấy. Nó sẽ là cái điểm hoàn toàn counter hoàn toàn khẩu súng này luôn. Bởi vì cái viên đạn đầu tiên của khẩu súng này nó bắn ra bom. Thế nên nó được tính là bom rồi. Và cái chống nổ đấy nó sẽ hoàn toàn bỏ luôn cái hit bắn của cái khẩu súng này. Đấy, nó là như thế đấy mấy ông. Ok, thì round 1 cũng chỉ đến thế thôi à. Round 1 là tôi chưa chết mạng nào luôn nhá mấy ông thấy không. Tôi chưa chết luôn đấy. Ok nhá, để xem round 2. Round 2 tôi lại lên trên cái chỗ cao nữa. Tôi lại đứng lên trên đấy, tôi ép tiếp. Thì đấy, đây là hai cái kiểu chơi. Trận đầu tiên thì tôi chạy loang quăng tí mấy ông. Còn trận này là tôi đừng kê. Thì đừng kê không phải nó hợp lý vãi trưởng ấy. Nó dễ chơi mà, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ở trong cái phần là chế tác nhá mấy ông. Cái khẩu này nó có một số những cái băng đạn ấy. Số những cái băng đạn khá là vui đấy. Tức là nó kiểu tăng tầm nổ này, xong rồi kiểu các thứ ấy. Cái đấy thì tôi phải đủ cấp cơ thì tôi mới lấy được. Thì có gì sau này tôi sẽ xem qua. Xem thêm qua sao, lỡ nó lại thành hay hơn, mạnh hơn nhỉ. Thì bây giờ cũng khá nhiều mất mấy ông bắt đầu tập cái khẩu này rồi đấy. Bởi vì nếu mà mấy ông chơi quen ở khẩu này thì tôi thấy nó rất là mạnh. Tôi cũng hỏi mấy anh em kiểu ở trong clan, mấy anh em chơi hệ ngắm rồi, mấy anh em chơi bắn ngắm nhiều ấy. Đây này, mấy anh em bảo khẩu ấy mạnh lắm. Nên tôi cũng phải chơi thử luôn. Anh ơi, ôi mẹ ông ấy bay vào cái xác ạ, vãi trưởng. Mấy anh em toàn bảo khẩu ấy mạnh mà. Nên mình chơi thử mình cũng thấy nó mạnh thật. Kiểu dễ chơi mà. Nó không khó, nó không khó. Nó chỉ cần bắn trúng thôi, không phải bắn trúng mà chỉ bắn gần người ta thôi là được. Rồi dễ không à. Đâu. Người ta không dám ra điểm luôn mấy ông. Ủa chơi kiểu gì đấy mấy ông, có định thắng không? Mấy ông chơi này sao thắng được? Alo. Ra điểm đi các ông. Ủa? Ủa đây này, ở dưới này. Ở dưới này. Ủa, từ từ. Đấy. Đây là cái lý do mà tôi lắp cái bộ trợ nạp đạn nhanh này. Bởi vì nó bắn như kiểu shotgun 2 viên ấy mấy ông. Tục cái là phải thay đạn, tục cái và là phải thay đạn. Thế nên nếu những cái pha đứng gần mà xử lý khó một chút ấy thì mình cần phải có cái này. Mình đấy, thấy không? Thay đạn rất là nhanh, bắn được liên tiếp luôn. Bắn liên tục luôn. Nó không bị delay. Nên mình cảm thấy cái đấy nó hợp lý rồi. Còn để sau này để có thêm phụ kiện các thứ mà mình lắp thử cái băng đạn mới xem nó có cái gì vui. Nhờ, đây này. Ô cái gì đấy? Thì hết ạ, thắng ngay mày ông. Dễ ợt, khẩu ấy nó hay lắm, khẩu ấy nó mạnh đấy. Nó chỉ hơi khó chơi lúc mà mình chưa quen thôi. Còn mình quen rồi mình bắn vào đâu cũng chết. Bắn nổ bình bình luôn, thật vui lắm. Đấy, tôi không biết chơi rồi, được top 2 này, được vãi đái ra. Ok nhá, thì chắc là clip của tôi đến đây là gần kết thúc rồi. Thì đây là khẩu NA-45. Đấy, khẩu này một khẩu snip, bắn theo kiểu dạng bắn bom. Đấy, bắn bùm bùm cái là chết. Thì nó không phải như cái khẩu snip kia, không cần phải bắn trúng người làm cái gì cả. Tốn thời gian ra mấy ông, bắn sang bên cạnh thôi là được. Ok, thì chắc lời cuối rồi, thì rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết clip. Và tạm biệt cả nhà nhá.